mưa đó, đang đi đi chơi mà nó mưa kiểu này à. Coi mặt thằng này đó, cảm động á, tờ cũng cảm động với người đó. Mưa bão luôn là thấy mưa rồi đó. Mưa vậy nhiều bây giờ hết hả? Chọc máy ra nó hết đó, bây giờ mưa xuống nè, đó nhiều quá, còn đang nè. Đó. Rất là ngóng tới sợ bây giờ mưa xuống cỏ cho lắm phải không? Nhặt hè. Đó, bây giờ mình tới bãi đậu xe của mình Thơ đây. Đó. Mình đậu đây thông ngờ một lát nữa taxi tới đưa mình tới sân bay. Đây, cầm mấy thôi. Cầm đây. Bita. Vô cái thông xe đây, ba tới đây, thông xe trước nè. À, ai vậy? Mày Bita. À, tắt đây, mình đi chưa đây à. Mình bỏ xe cái chỗ đây thôi à. Bỏ xe đây bây giờ xe ngày tới đóng rồi à. Đóng mình đi tới đó bỏ thằng rồi khi vừa thì nó đó đóng mình vừa thôi à. Mình đậu tới đây nó rẻ hơn à. Alo làm gì? Hả? À, đi đâu đây mấy ngày? Đi Việt Nam hả? Đi Việt Nam là gì hả? Đảo chờ gì hả? À. Bảy giờ mấy hả? À? Mình 7:55 vô mà. Ở Đinh Vực hả? Cái gì? À, xe đó hả? À. À. À, lát. À, Rum thấy là... À, bây giờ nghỉ chưa có ngõ hành lý đâu ha. À, 23 ở dưới đây à. Cầm này, quay cầm đây này, quay ba cột. Ok, đứa này cái xe mình gõ luôn nha. Xe này vậy? À, xe... Hình như gom lại rồi mới dán ăn thôi, tí dán không biết chỗ nào. Xe lát phải gõ lại luôn. Đúng không? Nó bắt kẹt nha. Không. Bắt cột lại thôi, tí nó tới chỗ kia nó bị... À, cái đây mình gọi, cái đây mình gọi. Cái kia thì nó bay xuống ở dưới kia thì nó bay máy bay tăng nước. Còn máy bay đây thì tăng này thì máy bay ngừng nước. Bây giờ có mấy giờ? Bây giờ 4 giờ thấy không hồ.
vô cái số 22, 21, 22, 23. Ừ. 21, 22, 23. Bây giờ chưa có đúng giờ, ngon không có mở cửa. Tại tới sớm á. Sáu giờ chắc mở cửa. Bây giờ lát nữa vô đó thì chia nha, ăn với thằng Peter Ngọc Trung 17, 18. À biết rồi, à, biết rồi. Thì lúc ha. Thấy đằng sau lưng nữa, nhiều lúc gớ ba gớ. Nước à. Còn nước hai gớ là tốt hả? À, gió rồi kìa. Gió thằng ngát làm sao đó. Ok, ăn uống thấy không? Hả, à, đi đâu ạ? Đi đâu ạ? Không đâu ạ, đang ngồi chờ thôi. Thấy toilet không? Toilet ạ. Cái đây gõ hành lý nè. Sao không được à? Còn cái cổng đây người ta gì à, thấy không? Cổng đây người ta đi ngồi nước không rồi vô đó, mấy người đây đứng đón dưới kia tiệm ăn taxi đó. Đó, bây giờ đang vô rồi ạ. Đang vô rồi ha. Còn cầm à, cầm mấy bay, mấy ba thôi. Ăn đi, đi. Bây giờ vô tiệm gì có gì không ta? Không có. Không ăn gì không? À, tới cây cổng số mấy thằng bắt đầu mình đi vào. Vô vô bé tê hê. Đâu? Cái gì vậy? Ok. Xong vô. Đó, bây giờ mình vô rồi, vô cổng rồi. Tới đây nè. Nó mà đang đi à. Vô trong này kiểm tra thêm lần à. À, kéo khăn xuống. À. Ăn kẹo đang chi? Khỏi đây. Ăn kẹo nhớ em mà. Kinder. À, cái đó kẹo mút thôi bây giờ. Kẹo mút lần trước ba mua nhiều lắm mà. À, kẹo Kinder. Dạ. Hả? Ừ? À, tính gà. Kẹo đây hả? À? Kẹo đây hả? Không hả? Không ớn không? Ừ. Kẹo đây hả? À? Thích ta? Em đi rồi. Ăn này hả? Ừ. Lát ba coi có kẹo ba mua chưa? Có Peter.
Sao đây hả? À, cái hiệu em kêu má đang coi hiệu hả? Đó, mua cái bị kẹo đây 320 gram à. Nó hạ 30% rồi, bây giờ còn 55 đồng rồi. Trong máy bay không nhận băng mắt hả? Mắt chưa có. Ăn ăn thử ngon không? À, được rồi hả? Hả? Thôi bye bye à. Đấy, mới cần vô. Thấy không? À, mua gì ta? 140 nè. À, 140 cũng được. Đây là tông bay bay rồi. Ok, đứng lên nhà chụp cho tôi làm tắm. Cởi áo ra, đi thôi. Đứng em đi. Hà Scott á? Được mà. Được. Bùi chơi là đẹp mà. Rồi, cái đó khi nào về mua? Ngờ nhiều đó. Ngờ, nhưng mà không thích cái hiệu đó, mua nhiều chân thôi. Ngờ. Buông nhiều chân thôi, không có mua mới chơi tầm sao. Nhưng ngâm ta ba đứt nào mà mấy cái này. Cái thằng mở. Vô bể một cái. À, vô kho. Uống vô xỉn đắng lý nhựa, đắng chồng cái gì. À, chơi rượu luôn. À, mua gì mua đây, ăn chay, kiếm chay đặc biệt thôi cưng. Mua đây, ăn trả tiền chưa? Dạ. Coi chừng đó nha. À. Nhà thơm á cưng. Đâu? À, bye bye đường đó hả? À, bye bye. À, bye bye. Bye bye. Tông này dầu thơm á. Bán kẹo bây giờ thấy không? Bây giờ mình vô cái số mừng số 17. Đây là mấy cái tối số 6 à. Mừng 17. 17 mừng 17. Hey, làm gì vậy? Bắt đâu? Mà bà bỏ tầm ra ô ngồi. À, vô tầm, bà vô tầm. Không được. Mày có lên mũi ba mày không? Không được hả? Bây giờ bắt đầu mắt đà mắt tớn phóng lần cái gì cũng cười cả ta
bắt tớn bay lên mà kìa. Đó, bây giờ quay lại thấy quay lại mình ngồi máy bay mình thích ngồi cửa sổ nhất nè. Đó, các bạn bay kia dọn xí thấy không, bay kia mà đại gia nhỏ nhỏ rồi đi đâu đi. À, bà mua máy bay mà phải kiếm ta mấy năm một bọt hả, mấy tháng luôn hả? Xe thì kiếm ta không sao, rồi máy bay phải kiếm ta. Nó bây giờ bắt đầu bay lên hả thấy không? Bây giờ vang đó thì 10:40. 10:40 bắt đầu tới đó là tối rồi. Không, bây giờ mình không biết mình đi đâu ở đây. À. Coi nhiều không? Thì điển hay coi là thấy không? Cóc keo à, chuẩn bị lăng mây rồi ạ. Mây rồi thấy không? Ui trời. TV cho chiếu á. Bây giờ nó đang chạy á, nó đang bay lăn á, đó nó đang thụt lui ha. Đây là bà chủ đây, cái kia thì TV chị dẫn. Bye bye, quá chậm bye bye hả. Đi đâu hả? Hả? Đi đâu hả? À, đang đi chỗ nào không biết, thấy máy bay thấy sợ. Bây giờ mừng đi lăn à? Thì ngay ăn đi đâu cũng không biết, thấy máy bay thấy sợ. Bây giờ đi lăn thiên đường hay gì á, bay quá trời đang chờ thấy không?
Biết đang đi đâu đây ta? Đó, bây giờ bắt đầu thục đít á. Bây giờ bắt đầu thục đít thằng nào cắt tớn hay đó vô.